Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đến với một cái tựa game khá là thú vị. Nó sẽ kiểu như này này. Mình sẽ phải đi hết cái con đường này mọi người nhé. Mà nó có một cái thử thách ở đây là mỗi khi mọi người nhá chạm vào cái này này. Đấy, nó sẽ có một con sóng nha mọi người nhá, nhìn nhá. Đấy nước nước đang rút này, mọi người thấy không? Đấy nước đang rút này, xong sẽ có một con sóng này mọi người thấy không? Đứng đây xem có bị sao không? Mất máu mọi người. Ngu thật. Ok, thì mình sẽ phải vượt qua được cái con đường đoạn đường này nhá. Mỗi khi có người ấn ấy là nó sẽ bị cái gì đó, cái gì nhỉ, con sóng mọi người ạ. Có con sóng to, có con sóng nhỏ đấy. Cái máu của mình là mọi người nhìn đâu, cái vạch xanh xanh ở trên ấy. Ở đây nước cũng rút rồi, chuẩn bị có rồi. Từ từ mình thử đứng lên cao xem nào. Chết cha chết cha, có lên kịp không? Ủa may quá. Kịp mọi người ạ. Đây là đây nó có cái hang động này, nó có những cái đồng tiền này mọi người nhìn này. Đấy ông này ông lụm mất của mình rồi. Đấy. Đây rồi đấy, 5 point. Ui chết rồi, treo kỳ gốc. Ui kì mọi người ơi, ra đây tiền có bị có bị. Phải để ý cái đằng này là nó có cái sóng đấy. Một boy á, ít tiền đấy. Từ chạy nhanh lên, biết đâu lại sắp có sóng rồi. Ông nào ông đều đều ông ấn cái sóng. Từ từ nha, mình sẽ thử đợi có sóng là mình trốn lên cho mọi người xem thử nhanh như nào nhá. Mãi để người ta ấn đằng kia kìa. Phải có người ấn cơ. Không ai ấn nhỉ. Giờ mình chạy ra bị cái sóng thì mình cười lắm. Không ai ấn mọi người ạ. Poi. Nhưng mà không có người ấn thì nó lại đơn giản cực kỳ. Lụm tiền thôi. Ok. Uầy, 10 poi này. Đấy, Rick. Cái đồng màu đồng này là nó sẽ chỉ được một poi thôi. Ok, để mình xem mình vượt qua đây xem mình sẽ được cái phần thưởng là gì mọi người nhé. Chết rồi. Chết rồi. Ôi, trời ơi, chết luôn mọi người ạ. Chạy lại nhá. Cái sóng đấy là cái sóng hủy diệt đấy mọi người. Kinh hồn. Nó đập tôi phát thì ngất luôn chứ đùa đâu. Mình có 114 point rồi đấy, quên mất không mua đồ. Thôi kệ, cứ đi qua được cái màn này xem như nào đó nhá. Úi giời, 10 point. 1 point. Đấy có lúc thì chả thấy con sóng nào, có lúc thì mấy ông thì ấn cái con sóng to thế. Không biết là sóng to là do người ta ấn hay là random đấy mọi người ạ. Random. Ok, mình sẽ tiến nhanh về đích nhé, không lại bị con sóng như vừa nãy mệt lắm. Thề luôn, con sóng như vừa nãy nó đè mọi người thì đều đồng vàng à. Đồng bạc hay sao mọi người ạ? 5 points. Ok. 134 points rồi. Không có con sóng nào nhỉ? Bây giờ đến nơi con sóng to to chắc điên mất. Ông công nhận mất đồng vàng của mình rồi mọi người ơi. Đấy, cái ông này tham lam thật. Nạp tiền nhá. Chưa biết tiền làm được cái gì không, mình cứ nhặt đi đã. Biết đâu thì mua được cái gì đúng không mọi người. Nhặt mấy cái giá trị thôi. Mấy cái một point thì mình cứ bỏ qua đi nhỉ. Sai, 166 rồi mọi người ạ. Không có sóng nào, hình như không có ai ấn mọi người ạ. Không có ai ấn thì không có sóng đâu. Phải có một người ấn ý, tí nữa mình sẽ trong vai người ấn đi nhỉ. Làm khó người ta cho nó thích. Ui chết rồi. Đừng bảo đấy là con sóng vô vô cực nhá. Vai trưởng. Thế luôn ý, sao tự nhiên mãi không có sóng, đến lúc có con sóng to đùng thế nhỉ. Ok, để mình ra đây xem mua được cái gì không.
mua được cái gì không? À không có cái gì cả. Đây thì sao? À cái bên này thuyền này. Cái này là tiền này. Tiền đâu ta? À được một cái này. À mua hết tiền rồi đấy, 200 hay sao ấy nhỉ? Số này. Ơ. Làm sao lại dùng được nhỉ mọi người nhỉ? À đây nó bị lag cả lỗi hình ảnh rồi mọi người ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây mình sẽ lướt đi. Này tên nhanh hẳn mọi người ạ, đúng là mình dùng cái point này, cái tiền của mình như này. Từ từ nha, mình sẽ đi nhanh để đến trên kia kìa. Nó có một cái lấy cái hầm ấy. Ui chết 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 rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chui vào nhanh mọi người. Tí thì chết. Mày thế là rút kinh nghiệm hai lần thua rồi đấy. Đi thuyền này thì nhanh lắm. Một cái lưu ý ấy, mình đi ở ngoài thì mình sẽ nhặt được nhiều ấy mọi người ạ, nhặt được nhiều tiền. Còn đi bên trong thì nhặt được ít tiền nhưng nó an toàn. Ồ, nước nó bắt đầu rút rút này, mọi người đi đâu? Đây nhá, đấy, trốn trốn đi. Đấy, sóng vừa qua rồi, mình đi tiếp thôi. Kẹt này. Nhảy được không? Không nhảy được mọi người ạ. Ô cái gì ấy, hình như lại lại có con sóng nào, mình thử con sóng nhỏ cho mình có đối diện được không nhá. À không sao ạ, sóng nhỏ cái thuyền này lướt qua được. Ôi chết rồi, đừng mà mình chết ở đây nhá. À cái sóng nhỏ mọi người ạ. Không sao không sao. Ok. Nhanh lên, bây giờ mà nó mà có sóng to. Chết rồi, hình như con sóng to nó chuẩn bị ra hay sao mọi người ạ. Căng thẳng thế nhỉ? Về thích của mọi người ở đây đây vào đây để lại một thế giới mới. Đấy, mình được 100 point này. Ok chưa? Ok. Để mình thử thử cái thuyền này đối diện với con sóng to xem nó sẽ như nào mọi người nhé. Thử xem nào. Canon à? Đây là con sóng to ra mình đoán thế, để mình thử thử bị ấy xem có chết không nhé. À bị bớt hơn mọi người ạ, vì mình có thuyền mà. Thuyền này không biết có lấy lại không nhỉ? Ô, mất luôn thuyền á. Trời đất, về mua cái khác đi. 131 đúng không? Ok thì mình sẽ về mình mua một cái khác. Một cái và cái gọi là cái ván trượt đi, chứ không phải đi thuyền nữa. Thay đổi đi mọi người nhỉ. Mình còn bảo là mình sẽ làm sóng mà, mình sẽ làm sóng nhá. Đây đây mình sẽ đứng lên mình làm sóng. Cho mọi người xem luôn này. Hiện tại không có sóng đúng không? Mình sẽ ấn một phát. Đó. Nước rút rồi. Chứ thôi mình trốn được không nhỉ? Không biết mình đứng đây có bị sao chạy chậm thế. Mình đứng đây cũng bị chết mọi người ạ. Cũng bị mất máu trong khi mình là người ấn. Điều chứ. Thế thì thôi mình sẽ ấn cái phát nữa đi. Cho nó mất máu hẳn đi rồi mình sẽ chơi lại ván mới nhỉ. Tội gì mà chơi từng ngày máu nguy hiểm vậy. Đấm nhau được á? Ui, đấm nhau luôn á. Ôi đấm chết mình luôn. À đâu, chết 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 chết. Chết rồi, à, còn hai phòng à, mình hiểu rồi, đấm nhau để tranh tranh được ấy đấy mọi người ạ. Ok thôi mình sẽ chịu không đấm nhau với ông này nữa, đi mua đồ đi. Ơ, gì đấy, tí chết. Nãy là ván cái thuyền giờ mua cái ván trượt đi. Ok 100 hay sao mọi người ạ. Với cái ván trượt thì không biết là mình đi nhanh hơn đấy. Sao đây lag à, bị lag hình ảnh một xíu mọi người ạ. Ăn tiền đi. Ui đúng là có mấy cái dụng cụ nó đi nhanh hẳn. Thử nhá, thử xem có bị sao nhá. Không sao mọi người ạ, chỉ mấy con sóng to là mới bị chết thôi. Mình vẫn hơi lo ngại nhà vừa có sóng, mình phải đợi có con sóng khác đấy thì mình mới bắt đầu mình đi nhé. Đây nước rút này, nước rút này đúng không? Trốn trốn đi, trong con sóng này to hay sao ấy, cũng không to lắm nhưng mà cứ trốn đi.
Ok, xong rồi, đi thôi, đi thôi, đi rồi. Let's go. Ôi chết rồi, mình thấy nước nó nhỏ 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 nhỏ. À, sóng bé may quá. Sóng bé thì không mất máu đâu mọi người ạ. Nó chỉ bay lên này, đấy, nó bay lên một cái. Mấy người trốn kỹ đấy. Sóng này thì lo gì. Thì sợ con sóng to rồi. Ô, chết mày rồi. À, cái bị quá nhiều lần cũng bị mất sóng đấy mọi người, mất cái ván trượt mọi người ơi. Bây giờ mình gặp cái sóng to chắc mình chết. Mê. Đúng là trượt bạch review cho mọi người. Ngớ ngẩn ghê ấy. Giờ mà con sóng chắc chết luôn thì đập cho phát chết luôn. Ơ xong rồi có mấy người có mấy cái sáng sáng đây này hay nhỉ. Thì mọi người hình như sóng to, sóng to. Trốn trốn trốn. Chết. Sóng nhỏ mọi người ạ, cứ tap vào đây đi. Cho an toàn. Lúc thì không ấn, lúc thì người ta đến nơi rồi mới ông ấn khỏe đấy. Có ván trượt đi nhanh hẳn mọi người ạ, không có ván trượt đi hơi lâu. Thôi, hy vọng nó không có sóng nào để mình nhặt ít tiền về mình mua cái. Ok, đợi khi nào chuẩn bị có sóng thì mình sẽ bắt đầu mình. Mọi người nhìn xa này, nó sẽ như này. Đấy. Bao giờ có sóng thôi, qua màn thôi. À đấy, có sóng rồi. Vừa mấy thì mình có sóng. Ok, qua màn rồi. Cái này nó chỉ có một màn thôi nhưng mà mình sẽ được tiền đấy mọi người. Mua cái thuyền đi. Không đủ tiền hả? Thế thì thôi mua ván trượt vậy. Ok, được một cái ván trượt cũng tạm ổn. Đi thôi bạn ơi. Gì thế, rút một rút mọi người ạ. Sóng to thế chết mất thôi. Ui dồi, choáng váng luôn ấy. Không biết có cái. Đừng bảo mất luôn cái ván trượt nhá. Mất luôn ván trượt chắc tức lắm ấy. Ok. Thôi thì mình lại đi. Bay gặp đá này. Giờ mình sẽ thử đi lên đá, đi được không nhá. Đi bình thường luôn mọi người ạ. Xịn thật, đi trên đi dưới nước xong còn đi được cả trên đá nữa, ghê thật đấy chứ. Tờ su là mì. Mấy cái đá gập ghềnh này nó không lên được rồi. Đi nhanh hẳn mọi người ạ, có mấy cái này đi nhanh hẳn. Chết. Trốn 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 mất đây. Ui con sóng đấy mà đập thì chết luôn. May quá, sống rồi. Khá là vui mà lại trốn trốn ấy. Kiểu trốn trốn ấy, bây giờ đi nhặt tiền này, lượm tiền mua đồ. Hình như chỉ mua được ván trượt thôi. Ý là mua ván trượt với thuyền thôi, cũng không có gì để mua đâu. Hai đồng bạc này. Tén. Khá là vui. Trời ơi. À đây, đứng lên đây xem có chết không nhá mọi người. À đây, cái sóng này thì sao mà chết được. Mọi người nhìn người ta bay kìa. Đúng kinh luôn. Đợi những con sóng khác nha, mình đứng đây. Con sóng to đùng chắc là mình chết thôi, chứ còn mấy con sóng bé bé này chắc không sao đâu. Nhìn này. Úi giời, mấy ông là sao bắn hết cả lên. Mấy có mấy cái người có cái vệt sáng sáng từ trên trời xuống này, không hiểu. Thuyền kiểu gì mà đâm cả vào đá. Thôi, mình sẽ về tích đi mọi người ơi. Về đây thôi. Không biết về đích xong cái ván trượt này còn được bảo lưu. À vẫn được bạn bảo lưu cái ván trượt này. Mình sẽ ấn nút đi. Cho người ta tức chết. À đấm nhau với ông thần này đi. Đấm nhau, ui, đấm mình chết rồi. Sao mình yếu đuối nhờ.
Ấn nút, ấn nút, ấn nút. Ấn nút, ấn nút, ấn nút, ấn nút, ấn nút. Ơ thầy nó cứ đấm mình mọi người ạ. Điên hay gì. Như kiểu là người ta làm ra cái này để mình cũng quyền là tranh nhau để ấn cái nút đấy. Đấm mình thôi. Mình nghĩ là hôm nay đến đây nhá. Đến con sóng này chắc chết luôn, không nhảy qua được mọi người ạ. Ơ nhảy qua đường này. Ảo đấy nhỉ. Hẹn gặp lại mọi người trong những series tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.